để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp việt nam khai thác tối đa và hiệu quả các cơ hội của hiệp định rcep bộ công thương phối hợp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực rcep theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã thảo luận, phân tích cơ hội thách thức nhằm đưa ra các giải pháp cần tập trung thực hiện để phát huy có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh, phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu, đa dạng hóa thị trường, đẩy mạnh xuất nhập khẩu của 15 nước thành viên khu vực RCEP. Với trách nhiệm là cơ quan đầu mối tổ chức triển khai hiệp định RCEP, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan tiếp tục tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp để báo cáo chính phủ, thủ tướng chính phủ xem xét chỉ đạo, đồng thời luôn đồng hành, hỗ trợ các địa phương, ngành hàng và doanh nghiệp để có thể tận dụng tốt nhất các ưu đãi của hiệp định, góp phần giúp cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam thúc đẩy phát triển sản xuất và xuất khẩu. Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực RCEP là hiệp định thương mại tự do được 10 nước thành viên ASEAN và 5 nước đối tác là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Australia, New Zealand ký kết vào ngày 15 tháng 11 năm 2020, chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Sau khi được thực thi đầy đủ, RCEP sẽ tạo thành một khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới với quy mô 2,2 tỷ người tiêu dùng, chiếm khoảng 1/3 dân số thế giới và GDP toàn cầu.